Hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và ngày hôm nay, chị sẽ giới thiệu 3 hộp thể hình dáng mini rất là dễ thương. Mỗi hộp như thế này, giá rất là rẻ ha. Và chúng ta có 3 hộp. Ở bên trong của mỗi hộp sẽ có 5 tấm thẻ. Hình dáng, dạng trong á các em. Mỗi tấm thẻ sẽ có một nàng búp bê kèm theo váy đầm và phụ kiện nè. Đây là thẻ của hình của cái hộp số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ mở hộp số 2 nhé. Đây là dạng thẻ mini, cho nên các em sẽ thấy kích thước của nó khá là nhỏ nha. Nó chỉ khoảng 8 cm gì đó thôi. Và đây là thẻ trong cái hộp hình dáng số 3 nè. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lấy quyển sổ ra, quyển sổ hình dáng, quyển sổ sưu tập hình dáng, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Đầu tiên chị sẽ đến với tấm hình số 1 nè. Một nàng búp bê chibi, mắt to tròn, tóc đen và mặc một chiếc váy đỏ. Kèm theo phụ kiện đó chính là dây chuyền. Nhưng mà dây chuyền này chị thấy khá là lớn cho nên chị sẽ đổi nó thành vòng đội đầu nha. Tiếp theo, nàng búp bê số 2 có mái tóc vàng rực rỡ. Đây cũng là búp bê chibi, và nàng ấy sẽ mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng. Nàng búp bê số 3 là nàng búp bê chibi với một mái tóc màu tím được uốn xoăn nhẹ, rất là dịu dàng ha. Chị cho nàng ấy đội một cái nón nhỏ và một set đồ. Tiếp theo, tấm thẻ số 4 sẽ không còn là những nàng búp bê chibi nữa, mà là những nàng búp bê bình thường, vóc dáng bình thường ha. Và nàng này tóc nâu, cột lệch một bên, mặc váy dạng black pump, sọc caro vàng đen, đổi thêm nón ở trên nữa nha, đeo một đôi giày cùng tông màu. Tấm thẻ cuối cùng ở trong cái hộp số 1, một nàng búp bê rất là xinh, nhìn rất là dịu dàng đó các em. Tóc ngang vai, uốn cúp vô nè, rồi mặc một chiếc váy lệch vai tông màu hồng tím. Cầm một chiếc ví và đeo một chiếc guốc. Giờ chúng ta sẽ đến với những tấm thẻ ở trong hộp hình dáng số 2 nhé. Đầu tiên, cùng gặp gỡ nàng búp bê số 1. Sở hữu một mái tóc ngắn khá là cá tính và một dáng đứng tạo dáng rất là ngộ nghĩnh ha. Chị sẽ mặc cho nàng ấy một bộ váy dạ hội, kèm theo đó là chúng ta có một số phụ kiện. Nhưng mà thông thường thì các em sẽ có thể là sẽ bắt gặp trong quá trình chơi là có một số phụ kiện nó sẽ không vừa với các nàng búp bê ha. Rồi nàng số 2 thì có vẻ vóc dáng nhỏ hơn một chút xíu. Tóc của nàng ấy đã được búi hết lên rồi và chị mặc một chiếc váy đầm dạ hội màu hồng. Còn nàng số 3 thì sao? À, khuôn mặt khá là giống với nàng búp bê ở tấm thẻ hồi nãy đúng không nè. Và nàng ấy sẽ mặc một chân váy đen cùng với áo sát nách có dòng chữ Yes ở phía trước. Trong bộ thẻ hình dáng này có một số đôi giày người ta thiết kế nó không có đúng so với cái dáng chân của các nàng búp bê, cho nên là khi dán lên thì sẽ không được. Chính vì vậy thì chị Chim Xinh sẽ bỏ qua cái phần dán giày nếu như mà không phù hợp nhé. Nàng búp bê số 5 nè, quá dễ thương. Các em ơi, trong quá trình xem chị Chim Xinh chơi dán hình thay đồ cho các nàng búp bê xinh đẹp, các em thấy thích tấm thẻ hình dáng nào nhất? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chị Chim Xinh biết với nha. Chúng ta hãy cùng nhau bình chọn ra một nàng búp bê xinh đẹp nhất. Và đây là 5 nàng búp bê trong hộp thẻ số 2. Giờ hãy đến với hộp thẻ cuối cùng nha, cũng là 5 tấm thẻ. Mở màn, một nàng búp bê tóc búi rất là dễ thương với đôi mắt to tròn.
nàng ấy sẽ diện một chiếc áo hai dây màu xanh lá cây kết hợp với quần sọc jean trông rất là năng động. Không quên mang thêm cho nàng ấy một đôi giày bata nhé. Một chiếc túi xách nữa nè. Khá là dễ thương phải không nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với nàng búp bê tiếp theo nhé các em. Nàng búp bê tiếp theo sở hữu một mái tóc dài và được uốn xoăn lọn. Thân hình của nàng ấy có hơi nhỏ một chút xíu. Chiếc đầm của nàng ấy là dạng đầm cúc mực với phần chân váy xòe ra và đội một cái băng đô nè. Quá là dễ thương đúng không các em? Số 3. Nàng công chúa này có chiều cao rất là lý tưởng ha. Diện chân váy vép bung cùng với áo sơ mi có cái nơ ở phía trước cổ, đeo túi xách màu đen nè. Quá tuyệt vời. Một đôi giày nữa, giày cao gót màu xanh da trời. Còn nàng búp bê số 4 thì sao? Ồ, nàng ấy đã đội sẵn trên đầu một cái van. Và bây giờ chúng ta sẽ mặc thêm cho nàng ấy một chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời rất là thướt tha luôn. Cùng gặp gỡ nàng búp bê cuối cùng nhé. Một nàng búp bê với gương mặt tươi tắn và mái tóc màu nâu. Nàng ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, đội thêm nón và một đôi giày búp bê màu hồng đỏ cũng rất là đẹp ha. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chị đã chơi xong bộ thể hình dán mini ngày hôm nay rồi. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại các nàng búp bê trong những bộ trang phục xinh đẹp lần này nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hết. Đừng quên hotline của cửa hàng là 0979 08 6789 nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong lần sau.